chỗ nào? Vàng. Đàn nước mày lớn rồi. Được 100%. Bệnh giờ không biết nó chết giờ nào. Nó gạt ai được? Nó biết là nó gạt anh và em bây giờ nó hết mua cái đó. Mày đang lớn luôn, bon. Trời ơi, đi về làm không có bao lâu ấy, ẩm 14-15 triệu đi một chuyến. Lú vàng. Cái thằng đó nó nói ở bển làm, ví dụ nước mày lớn luôn. Chị được bon. Đang nước mày lớn luôn. Rồi xong rồi nó điện 20 nhỏ này nó chụp hình cái con đó đó. Chụp thẳng luôn, lấy cái tay cầm chụp gửi vô má luôn. Đó, thì hai ngày sau dưới thỉnh ông nội xuống rồi. Chính chị Quyên có nói đó chứ mà. Bà nói nhắn cho coi hình đó. Cho 10... Vậy hai đứa đã học làm sao rồi? Học online đó chứ. 6-7. Chỗ nào? Rồi mở. Thôi đi cho học online thôi, chỉ cho nó học online thôi. Còn đi học không cho đi đâu hết năm nay đi. Để cái ghê quá à. Con mình mà nó đưa đi cách ly một cái rồi mình đâu có đi theo được phải không? Mình đâu có lo được. Khổ gì đó. Thôi thôi cho nó nhẹ. Mở. Rùa giống như con heo. Thank you.